phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay, thứ tư ngày 5 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chưa vì dịch bệnh mà điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, quyết tâm của chính phủ được khẳng định tại phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm nay. Phải giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, thậm chí là cách ly bắt buộc. Yêu cầu của đại diện Bộ Y tế khi kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Phúc, điểm nóng về dịch nCoV của cả nước. Dịch nCoV có thể gây trở ngại đến xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc. Hàng loạt giải pháp cấp bách đang được các vùng trọng điểm thanh long tính đến. Và sản xuất sạch theo tiêu chuẩn để nhằm đáp ứng các thị trường khác ngoài thị trường Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang với nội dung chủ chốt là các vấn đề đối nội. Và đây cũng sẽ là những chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2 của ông. Nền kinh tế đang bị tác động mạnh bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thế nhưng chính phủ chưa tính tới việc điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Ý chí